Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng kiểu tỉa cành cho cây kiểng. Ai cũng biết rằng tham nhũng ở Việt Nam thì ngày càng nhiều, càng công khai, trừng tráo hơn và đã ăn sâu ở lũng đoạn của nhà nước, mặc dù có những người vẫn ca ngợi công cuộc lướt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với hệ thống luật pháp dày đặc nhắm vào các đối tượng tham nhũng và các thiết chế quyền lực trên cả quyền hành, hành pháp và hệ thống tư pháp hiện hành. Thế nhưng, điều ngạc nhiên ở Việt Nam là càng đốt lò thì củi càng chồng chất cao hơn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1 tháng 2 năm 2021. Tác giả Nguyễn An đã có bài bình luận về tình trạng này dưới tựa đề "Chống tham nhũng kiểu cụ Tổng khéo quá, tỉa nhánh cho cây sum xuê hơn". Dưới đây là thành tựu về chống tham nhũng trong năm 2021 do chính trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng, đồng thời là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết vào cuối tháng 1 năm 2022 vừa qua như sau. 7 hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết của đại hội lần thứ 13, trong đó hội nghị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận số 21 của Trung ương về Ban chấp hành Trung ương Đảng phải đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định tiếp số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Rồi thì quy định về số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định tiếp theo số 32 của Trung ương của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ thị số 4 TV của Ban Bí thư Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 của Trung ương vào ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, thám án, tham nhũng. Rồi thì kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự vào năm 2015. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thi hành án dân sự. Chính phủ và Thủ tướng ban hành 144 nghị định, 40 quyết định, các bộ, ngành ban hành hơn 700 thông tư liên tịch về chống tham nhũng, v.v. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt cùng các bị can bị khởi tố trong vụ án công ty Việt Á sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID dởm, thu về hàng ngàn tỷ đồng với sự trợ giúp của các cơ quan, tuyên giáo và các bộ khoa học công nghệ, bộ y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái, tức là tăng 132 so với năm 2020, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đó là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Xét xử 10 vụ án trọng điểm như vụ Bộ Công Thương và Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn, CBCO, liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, vụ Công ty Nhật Cường, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ Enthanol Phú Thọ và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, vụ cải tạo và mở rộng sản xuất tại công ty gang thép Thái Nguyên, vụ đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên quan đến Bộ Quốc phòng, vụ tham ô tại công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận và vụ tham ô ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Và dư luận cũng cho rằng ông trưởng ban chống tham nhũng cũng không thể nào nhớ hết được quy định về chống tham nhũng. Quý vị thấy gì sau bản thống kê dài dằng dặc nói trên là câu hỏi được đặt ra. Có 3 điều có thể nhận định. Một là tham nhũng xảy ra ở khắp tất cả các lĩnh vực của bộ ngành được quản lý, kể cả trong quân đội và tư pháp, gồm có kiểm sát, tòa án, v.v. từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Hai là có quá nhiều văn bản pháp luật về chống tham nhũng, quá nhiều cuộc họp và hô khẩu hiệu chống tham nhũng. Tôi cam đoan không một ai, kể cả trưởng ban, có thể nhớ hết và phân định rạch ròi hệ thống pháp luật liên quan đến chống tham nhũng hiện nay của Việt Nam. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo
lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị bắt vì ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu công dân, lấy giá cắt cổ, bao gồm cả cục phó cục trưởng của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ba là mặc dù rối ren về hình thức, nhưng tất cả đống giấy tờ đó cũng như các phát biểu chỉ đạo của ông Tổng Bí thư kiêm trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng lại thống nhất kỳ lạ với một quan điểm. Chúng hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân, mấu chốt, nền tảng của vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Đó là cơn cớ vì sao mà nguyên cái hệ thống này người ta dễ tham nhũng và buộc phải tham nhũng đến thế. Dư luận cho rằng đảng cũng ăn từ con loang quăng trở đi. Hôm nay có một vụ tham nhũng mới nghe rất buồn cười. Trong năm 2016 đến 2020, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh được giao tổ chức đi triệt hạ các ổ loang quăng, phun thuốc, diệt muỗi, v.v. Một nhóm cán bộ và nhân viên đơn vị này đã kê khống số người thực tế đi diệt loang quăng để lấy tiền dư. Một vụ họ kê từ 7 người lên tới 76 người. Một vụ khác họ phải diệt loang quăng để phòng sốt xuất huyết, tổng số tiền khoảng hơn 24 triệu đồng. Nhưng họ không làm mà chỉ lấy tiền chia nhau. Xui là sau đó dịch sốt xuất huyết không bùng phát nên không thể tổ chức đi diệt loang quăng bù và kê khống lên để hợp thức hóa số tiền đã xài nên bị phát hiện. Đây là hình ảnh tỉnh Hòa Bình của Việt Nam chi tới 11 tỷ đồng để lắp có mấy chữ trang trí phía sau tỉnh ủy, mỗi từ tốn khoảng 1 tỷ đồng. Chỉ vì vài chục triệu đồng cũng tham nhũng, ăn từ con loang quăng ăn đi. Nhưng nếu hỏi tại sao bộ máy chính quyền lại ăn không sót một con nào như vậy, khả năng cao sẽ nhận được câu trả lời là làm nhà nước mà không ăn thế thì lấy tiền đâu mà sống. Chứ tiền lương của thủ tướng, bộ trưởng xem tức là khoảng 15 triệu đồng, lương nhân viên khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Mà quyền hạn thì trùm đất, trùm trời, từ con loang quăng đến con khủng long, cái gì cũng cần xin, cần cho, cần được phép, cần được duyệt, cần được thông qua vân vân. Chẳng dùng quyền kiếm tiền, người ta lại chửi là ngu. Rồi không sớm thì muộn, cái nhân tố chứng mắt ấy cũng bị đá văng ra khỏi bộ máy của nhà nước. Tôi tìm đọc hai văn bản quốc gia của các chủ trương chống tham nhũng là kết luận số 21 vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 và quyết định 32 vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 đều của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lạ thay, cũng không có một chữ nào nói đến bất hợp lý giữa mức lương và quyền hạn của hệ thống cầm quyền. Kết luận 21 xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là xây dựng công tác chính trị, phê bình và tự phê bình, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng, sửa đổi các quy định hiện tại và tăng cường kiểm tra, giám sát. Và cuối cùng là tăng trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử. Tóm lại là họ đã né hẳn nguyên nhân mà hô hào các giải pháp giật hình thức, đạo đức, không hề gắn với thực tế và không tưởng, đã lặp đi lặp lại suốt vài chục năm nay. Hiệu quả của nó dĩ nhiên là con số 0. Chẳng quan tham nào vì nâng cao phê bình và tự phê bình mà dừng lại hành vi tham nhũng cả. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển của Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Cũng chẳng có sự giám sát nào có hiệu lực khi đường dây tham nhũng đã bao gồm cả những người cầm cán cân công lý như công an, kiểm sát, tòa án. Quy định bài thì để thêm một ban chỉ đạo trung ương nằm trên đầu của pháp luật. Công việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được ghi rõ là trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Thật là nực cười, tự tay vào mặt mình như thế mà không đau ư. Việt Nam đã có đủ các thứ luật để phòng trừ và trừng trị tội tham nhũng. Đã ra giả kêu thượng tôn pháp luật thì cứ áp pháp luật mà làm. Kiểm tra, giám sát, bắt giam, xét xử là việc của khối tư pháp. Nhất cử, nhất động đều phải tuân thủ đúng pháp luật. Ai sai đâu, xử đó. Tại sao lại mọc ra một nhóm người đứng ngoài mọi quy định của pháp luật để đi chỉ đạo khối tư pháp như vậy? Nếu chỉ đạo là ra lệnh xử nặng hơn hay xử sớm hơn thì lựa chiều dư luận cũng là điều dẫm vào pháp luật. Và lấy cơ sở nào để đảm bảo chính những người trong ban chỉ đạo chống tham nhũng thì không bao giờ tham nhũng đầy. Trao quyền lực tối thượng như vậy vào tay những con người cụ thể lại là một nhóm người rất ít ỏi thì khác gì tuyên bố công khai với xã hội rằng đây mới chính là chùm cuối, từ nay cứ chạy thẳng lên đây cho tập trung chứ đừng phải chạy lung tung mất thời gian.
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bạn biện minh kiểu gì cũng không thuận, vì tuy hô là thượng tôn pháp luật nhưng cuối cùng vẫn phải hiểu là luật rời cũng phải xếp dưới chân cái ban này của Đảng. Cho nên xét về mặt tổ chức, nó là một tổ chức không hợp pháp. Vì thế kinh phí dùng cho mọi hoạt động của ban chỉ đạo này cũng là một khoản tiền không hợp pháp. Đó cũng chính là tham nhũng. Tóm lại, sách lược chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư ngay bên ngoài thì có vẻ quyết liệt vì dân, nhưng thực chất ở bên trong chỉ là thêm giấy, thêm họp hành, thêm chi phí cho những hiệu triệu chém gió mà thôi. Chưa kể, giống như một số cây trồng, cứ mỗi năm phải tỉa nhánh cho mùa tới sum suê hơn. Việc chống tham nhũng bằng cách giữ thật nguyên cái gốc và hò hét chặt những cái nhánh chỉ giúp cho tham nhũng tập trung đoàn kết với nhau hơn mà thôi. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Hồng Diên cần phải thấy cây xăng ba ngón. Thị trường xăng dầu tại Việt Nam lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, khan hàng bởi lo ngại giá cả sẽ tăng tiếp tại kỳ điều chỉnh tới. Tình trạng xảy ra công khai tại thành phố Hồ Chí Minh, bất kể Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng xăng dầu không thiếu và đe dọa rút giấy phép cây xăng nào có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá. Tác giả Trần Văn có bài viết bình luận đăng tải về hiện tượng này. Cây xăng ba ngón nó đặc tả một cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi những người bán xăng rơi ba ngón tay với tất cả khách hàng. Chủ hiệu đó hàm ý cửa hàng chỉ có thể bán cho mỗi người lượng xăng tương ứng 30.000 đồng. Đây là hình ảnh một nhân viên cây xăng ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ra dấu ba ngón tay chỉ bán 30.000 đồng cho mỗi người vào ngày 17 tháng 2 năm 2022. Không rõ ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã xem video clip cây xăng ba ngón của tờ báo Tuổi Trẻ hay chưa. Thời lượng của cây xăng ba ngón chỉ có 1 phút 29 giây nhưng rất nhiều thông tin và vấn đề đáng suy ngẫm. Cây xăng ba ngón đặc tả một cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi những người bán xăng giơ ba ngón tay với tất cả khách hàng. Chủ cửa hàng này hàm ý đó là cửa hàng chỉ có thể bán cho mỗi người một lượng xăng rất nhỏ, chỉ có 30.000 đồng. Và lúc này bởi giá xăng đã tăng đến mức 25.000 đồng một lít. 30.000 đồng chẳng được bao nhiêu xăng nên nhiều khách hàng không đồng ý. Có người bỏ đi, có người thì giơ 5 ngón tay ra, hiệu là họ muốn mua 50.000 đồng. Trong cây xăng 3 ngón, phóng viên của tờ báo Tuổi Trẻ tường trình thêm rằng những người bán xăng đã cố gắng phân bua, đề nghị của khách hàng chia sẻ khó khăn với họ bởi bán nhiều chừng nào, lỗ nặng chừng đó. Tỷ lệ chiết khấu mà các doanh nghiệp phân phối xăng dầu dành cho các cửa hàng là 0 đồng. Nhưng họ vẫn phải bán theo giá được ấn định nên duy trì hoạt động kinh doanh đồng nghĩa với việc phải móc tiền túi ra trang trải tất cả các loại chi phí, từ thuê mặt bằng chẳng hạn như chi phí thuê lại mặt bằng cửa hàng xăng dầu mà tờ báo Tuổi Trẻ đặc tả là tới 80 triệu đồng mỗi tháng phải trả. Tiền điện, tiền nước, đến lương nhân viên vân vân. Chắc chắn chỉ có Việt Nam mới có mô hình kinh doanh càng bán càng lỗ. Xong không dám tạm nghỉ vì không được đóng cửa. Cây xăng ba ngón chính là một ví dụ minh họa nữa cho tuyên bố của ông Nguyễn Hồng Diên. Nhân vật cho rằng, theo báo cáo từ thuộc cấp của ông ta, Việt Nam không thiếu xăng dầu. Và vì xăng dầu không thiếu, nên ông Bộ trưởng Bộ Công Thương ra lệnh cho các cơ quan hữu trách gia tăng kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp liên quan đến phân phối xăng dầu găm hàng. Đây là hình ảnh vào khoảng 14 giờ 30 phút một cây xăng trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp nhập hàng và tạm nghỉ bán hàng. Đối với những cửa hàng xăng dầu găm hàng, phải lập tức xử phạt về vật chất là thu hồi giấy phép hoạt động. Bộ trưởng Công Thương của một quốc gia không ngừng cam kết sẽ tuân thủ những nguyên lý của kinh tế thị trường, đã không ít lần vật nài thiên hạ xin công nhận mình có nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, rất thản nhiên khi tạo ra những cây xăng ba ngón. Và giá xăng dầu tại Việt Nam đã tăng vì vừa qua nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất tạo ra thiếu hụt, vừa vì giá dầu thô trên thị trường thế giới đang leo cao từng ngày. Giá xăng dầu hiện là một trong những nguyên nhân khiến vật giá gia tăng, nhiều nơi rên xiết. Đã có những ước tính như giá cộng hành tăng tới 466%, giá dưa muối tăng 575%, thật là khủng khiếp.
Chuyện chưa ngừng ở đó, đã có những dự báo giá xăng dầu Việt Nam sẽ còn tăng nữa và chương trình tổng thể của chính phủ nhằm giúp kinh tế phục hồi sẽ phá sản tan tành. Ông Nguyễn Hồng Diên, nhân vật trước khi đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Công Thương, vốn có kinh nghiệm về tổ chức hoạt động đoàn, hoạt động đảng với rất nhiều điều tiếng như thế. Còn chính phủ thì sao đây cũng là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đặt ra. Cho đến giờ này, chỉ mới thấy một phó thủ tướng là tên là Lê Văn Thành bảo với công chúng rằng trách nhiệm đối với mặt hàng chiến lược như xăng dầu dễ ảnh hưởng cả đến tâm lý công chúng lẫn kinh tế vĩ mô là chuyện thuộc về Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó, ông Diên phải chủ động điều hành. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Từ cuối thập niên 2000 đã có rất nhiều phân tích cảnh báo liên quan đến những ưu đãi bất thường dành cho các công ty xăng dầu, tức là giảm một nửa thuế thu nhập doanh nghiệp và chỉ thu có 10% trong suốt 70 năm, đồng thời giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với tất cả những người làm việc trong ngành sản xuất xăng dầu và bao tiêu toàn bộ xăng dầu, dầu khí hóa lỏng dành cho các công ty dầu khí quyền định giá bán bằng với giá nhập khẩu sản phẩm cùng loại, cộng với 7% thuế nhập cảng xăng dầu, 5% thuế nhập cảng khí hóa lỏng và 3% thuế nhập cảng sản phẩm hóa dầu, v.v. Không chỉ đặt an ninh năng lượng quốc gia và tình thế hiểm nghèo, mà còn là gánh nặng lâu dài cho cả quốc gia. Trên thực tế, nhiều người tin rằng tình trạng khan hiếm xăng dầu do gần đây nhà máy lọc dầu đã cắt giảm công suất làm hình thức bắt chẹt để Việt Nam phải tiếp tục duy trì lợi ích cho các doanh nghiệp ngoại quốc tham gia vào sản xuất xăng dầu bất kể thị trường như thế nào. Khi giá dầu thô trên thị trường thế giới xấp xỉ $100 một thùng, khoản tiền mà Việt Nam phải bù lỗ cho các nhà máy sản xuất xăng dầu sẽ đúng như lo ngại tăng lên chừng 88.100 tỷ đồng. Ai phải mang gánh nặng đó đây là câu hỏi được đặt ra tất cả các giới thông qua giá xăng dầu và việc cắt giảm đủ loại phúc lợi. Hồi năm 2020, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội Việt Nam khóa 14 từng thắc mắc rằng tại sao không xử lý nghiêm minh một số người trong chính phủ tiền nhiệm gây ra thiệt hại rất lớn do cam kết với các nhà máy sản xuất xăng dầu những nội dung như đã biết. Không có bất kỳ viên chức hữu trách nào đang lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thèm trả lời, dù câu hiệu quả càng lúc càng trầm trọng đối với đời sống nhân dân cả nước và ngân sách quốc gia. Chỉ có những tuyên bố như ông Diên, ông Thành rồi đâu lại vào đấy. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn lỗ hàng tỷ đô la, hoạt động trở lại không hề dễ, theo báo Lao động đưa tin. Trừ việc thực hiện đúng cam kết không thể đụng đến những doanh nghiệp ngoại quốc góp vốn vào nhà máy sản xuất lọc dầu, vì không thực thi cam kết sẽ bị kiện và thua kiện. Chỉ có một đối tượng mà những viên chức hữu trách đang lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không cần phải bận tâm hay lo ngại gì, đó là người dân. Muốn nói thế nào cũng được, muốn hành xử thế nào với dân cũng xong. Cha ông người Việt Nam từng ví von rằng miệng nhà quan có gang có thép. Cứ ngẫm nghĩ về những gì đã cũng như đang diễn ra thì ở Việt Nam miệng nhà quan thời Cộng sản không chỉ có gang có thép mà còn đầy ắp mồ hôi nước mắt của người dân lương thiện. Nhà báo Trần Văn đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và xăng nhiều là báo nói chứ cây xăng không có nói. Vào ngày 18 tháng 2 tiếp tục nhiều bạn đọc tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh đến tờ báo Thanh Niên về tình trạng rất nhiều cây xăng tại các khu vực quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp tái diễn cảnh bán xăng theo định mức. Một số cây xăng ở các quận này chỉ bán có 30.000 đồng tức hơn 1 lít xăng hoặc 50.000 đồng là 2 lít xăng cho một lần đổ. Ô tô cũng chỉ được có 200.000 đồng mỗi lần. Khảo sát tại cây xăng trên đường Phổ Quang, quận phường 2, quận Tân Bình, khi yêu cầu đổ đầy bình xăng, người bán trả lời chỉ bán tối đa cho 50.000 đồng, không thể đổ thêm. Câu hỏi là tại sao lại kỳ như vậy? Có xăng đâu để đổ mà không kỳ? Vậy hết xăng rồi à? Sao? Thấy báo nói xăng nhiều lắm à? Xăng nhiều là báo nói, chứ cây xăng không có nói.
thôi ráng đổ cho em đẩy đi, mỗi lần đổ là một lần khó, mất công quá giữa trưa nắng nóng. Và chỉ được có 50.000 đồng, đổ xăng còn trả giá nữa, đổ đầy cho em rồi lấy xăng đâu đổ cho người khác, người bán cáu gắt như vậy. Đây là hình ảnh biểu đồ diễn biến giá xăng 3 tháng cuối năm 2021 đến nay. Chúng tôi đã hỏi tiếp, xăng giờ hiếm lắm hả chị? Thì người bán hàng khẳng định, giá mắc mà không có xăng bán, chứ có xăng bán cũng đỡ. Bán xăng giờ cũng khổ lắm, phải ngó trước ngó sau đủ thứ nữa. Tiếp tục vòng qua đường Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, lượng người mang xe đi đổ xăng rất đông dù đã hơn 12 giờ trưa. Đa số cây xăng vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên có trường hợp trạm xăng cạnh bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh dựng biển báo là tạm ngừng sửa chữa. Qua tìm hiểu, một số tài xế xe ôm công nghệ nhận xét rằng mấy cây xăng này bán buôn kiểu bất tử. Mỗi khi thì họ để bán tẹt ga thoải mái 70.000 đồng mỗi lần đổ, khi lại báo hết xăng, lúc lại báo ngừng sửa chữa. Dọc theo đường Đinh Bộ Lĩnh đến giao thông lộ Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, cây xăng lớn ở góc đường này có cùng lúc hai biển đặt phía dưới chân mỗi trụ bơm và ghi rằng tạm ngưng phục vụ và không báo lý do. Đây là cây xăng lớn và đông khách nhất ở khu vực này. Tương tự, xung quanh khu vực bến xe bus ở Chợ Lớn, quận 5 có đến 3 trạm xăng lớn của các doanh nghiệp đầu mối. Lúc 3 giờ chiều 18 tháng 2, trạm nào cũng tấp nập xe ra vào liên tục. Một nhóm tài xế xe ôm công nghệ đang dừng đợi khách trên đường Lý Thường Kiệt đối diện bệnh viện Hùng Vương cho biết như sau. Nhiều cây xăng hạn chế bán lắm, mỗi lần chỉ cho đổ có 50.000 đồng, nhưng họ tinh vi lắm. Lúc thì hạn chế, lúc thì cũng đồng cho đồng ý, tùy ý đổ. Hình như các cửa hàng sợ bị phạt nếu không bán.